Hi, xin chào tất cả mọi người, lên lại nhá. Này, cái điện thoại kia bị ẩn vào mân mọi người ạ. Hello mọi người nhá. Hello tất cả các tình yêu đang ở trong livestream. Trời ơi, nãy giờ vào hai lần cứ đi tắt ra, bây giờ chả thấy ai. Mọi người ơi, mọi người thấy Huyền, mọi người cầm mân lên cho Huyền chào mọi người nhé. Hello. Đừng nói bị ẩn comment, tí chết tôi chết luôn. Tôi đau tim tôi chết luôn mọi người. Rồi mọi người ơi, mọi người comment lên cho Huyền đi ạ. Những bạn nào đang ở trong livestream có thể thấy Huyền, các bạn comment đi ạ. Thần lòng ngỡ bên nhau trăm năm, cớ sao mọi chuyện đi quá xa xa. Hello bạn Lâm An nha. Chào Lâm An, chào mọi người. Nhắc siêu. Hi. Chào Phương Vương Quất nè. Hello mọi người ở trong livestream. Mọi người ơi, mọi người ở trong live, mọi người thấy Huyền, mọi người comment cho Huyền nha. Chào Hồ Thị Mến nè, chào tất cả mọi người. Nhanh nào, bạn nào đang ở trong livestream thì nhanh tay comment lên để Huyền chào mọi người và bắt đầu tặng quà cho tất cả các tình yêu nha. Ngày hôm nay Huyền sẽ dành tặng 300 phần quà, 300 phần quà cho những bạn nào đang xem livestream và tí tương tác với Huyền. Cách thức nhận quà như thế nào, tí nữa view lên Huyền sẽ bật mí cho mọi người để mọi người cùng nhận quà với Huyền nha. Trên tay Huyền chính là những cây son dưỡng môi Alice. Cái son này ở ngoài thị trường bán giá là 120 ngàn. Đây không phải là dòng son quá xa lạ đối với mọi người nữa đúng không ạ? Đây là hãng son Alice. Hãng son này thì có toàn bộ rất là nhiều nhà phân phối và đại lý trải dài cả Việt Nam này luôn. Nên là những bạn ở Bắc Trung Nam thì đều có thể là biết đến cái dòng sản phẩm này cả. Rồi, những bạn nào đang thấy Huyền ở trong livestream thì các bạn comment lên cho Huyền nha. Để Huyền bắt đầu tặng quà cho mọi người, view lên một tí là Huyền sẽ tặng quà cho mọi người nhá. Đây là cây son Alice nha mọi người. Nếu như mọi người mua ở ngoài thị trường sẽ mua với giá là 120 ngàn một cây. 120 ngàn một cây, phí ship 35 ngàn, nữa là 155 ngàn. Ngày hôm nay Huyền sẽ không bán mà Huyền chỉ tặng thôi. Hãng son Alice 50 nhóm 200 cá nhân được tặng tặng. Ok Tường Vi, mọi người chia sẻ ít nhất là 5 lần. Ít nhất là 5 trang, 5 hội nhóm của mọi người mà yêu thích Huyền, yêu mến Huyền, muốn ủng hộ cho hãng son Alice thì mọi người có thể là chia sẻ nhiều hơn cũng được nha. Rồi, cái son này nếu ngày hôm nay là Huyền sẽ tặng cho mọi người mà không bán nha. Son màu hồng nhạt đẹp, vừa có thể làm son dưỡng, vừa có thể là làm trang mix, đang làm son make up luôn. Trị dứt điểm tình trạng khô môi sau 2 ngày sử dụng nha. Chỉ dứt điểm tình trạng khô môi sau 2 ngày sử dụng. Ê, Huyền có bị livestream nhầm nhóm hay không mà trong cái livestream này toàn những người kinh dị vào đây comment vậy ta? Chị Trà Mi Móm luôn, chào tất cả mọi người nha. Ngày hôm nay có hở vếu đâu mà sao thấy comment kinh dị vậy trời. Rồi mọi người, bây giờ Huyền bắt đầu tặng quà cho mọi người nha. Mọi người ơi, mọi người chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Ngày hôm nay Huyền tặng 300 phần quà nha. Ngày hôm nay Huyền sẽ tặng 300 phần quà cho mọi người. Bạn nào muốn nhận quà thì chia sẻ livestream. Chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân cho Huyền. Sau đó comment cú pháp 35k. 35k cộng số điện thoại để nhận quà nha. Cú pháp để được tặng quà là 35k cộng số điện thoại. Bạn nào đã chia sẻ rồi thì comment cho Huyền đã chia sẻ 35k cộng số điện thoại của mình để nhận quà nha. Huyền đọc tên đến người nào, người đấy nhanh tay inbox cho Huyền gửi thông tin địa chỉ nha. Trị thâm và trị khô nha mọi người, trị thâm và trị khô luôn. À, cái ắc đó là ắc ảo đó mọi người, cái ắc đó là ắc ảo đấy. Em chia sẻ 50 nhóm rồi, ok chăm tít tít này mọi người ơi. Mọi người tham gia nhiều nhóm nhóm thì mọi người có thể ủng hộ cho Huyền và son Alice bằng cách chia sẻ livestream nhiều hơn. Bởi vì ngày hôm nay trong livestream này để tri ân khách hàng và giới thiệu sản phẩm tới tất cả các chị em, đó là cây son dưỡng môi Alice này. Bên hãng son Alice sẽ tặng cho mọi người 300 phần quà trong livestream ngày hôm nay. Huyền tặng 300 phần quà. Bạn nào chưa chia sẻ livestream
Chưa chia sẻ livestream thì chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân nha. Ok, bây giờ chỉ bắt đầu tặng quà nhá. À, Hằng Lai một cây này, Hồ Thị Mến một cây này, Trâm Tít Tít một cây. Dạ có nhá, chị Thâm và chị Khô. Chị Khô sau 2 ngày sử dụng và chị Thâm sau khoảng 2 tuần. Mọi người kiên trì xài 2 tuần là chúng ta sẽ trị được cả Thâm. Rồi bây giờ Huyền đọc tên mọi người nha. Đọc tên đến người nào chị không ấn lóc được em ơi. Sao mà chị không lóc được, chị không biết luôn. Mọi người chị đọc tên đến người nào thì người đấy inbox gửi vào, gửi thông tin địa chỉ vào Facebook cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ vào cho chị nè. Chị đọc tên nha, Hương Tina này, Hương Tina inbox cho Huyền, gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Chia sẻ vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Comment cú pháp 35k cộng số điện thoại. Bạn Vi Hạ một cây này, Su Pi Lê một cây. Rồi bạn Vi Hạ một cây, Su Pi Lê một cây. Em chia sẻ rồi thì cảm ơn cho chị của 35k cộng số điện thoại nha. Chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó cảm ơn cú pháp 35k cộng số điện thoại. Đây là cú pháp để nhận quà nha. Đây là cú pháp để nhận quà. Chị ơi muốn mua mà có bán không chị? Có nha em. Mua cũng bán nhưng mà ngày hôm nay chị sẽ tặng nha. Việc gì mà phải mua cho tốn tiền đúng không? Ngày hôm nay mọi người chỉ cần chia sẻ like vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân thôi. Chị sẽ tặng quà cho mọi người. Còn mua thì mọi người muốn mua cũng được nhưng mà mọi người nên sử dụng tặng đi chứ. Bởi vì cũng là một cây sao mà đúng không? Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh một cây, Ngọc Quỳnh, Ngọc Quỳnh, Hồ Thị Mến, inbox gửi thông tin để chỉ cho chị nha. Bạn nào đã inbox rồi thì ra livestream này, comment cho chị là đã inbox nha. Comment cho chị là đã inbox này. Hoa Mạch một cây, Hoa Mạch một cây. Chị ơi hôm qua live rồi thì khi nào có quà? Bên em đã rep in, nhân viên bên chị đã rep inbox chưa? Nhân viên bên chị đã rep inbox của em chưa? Rồi Văn Mai Phương một cây. Tặng cho Văn Mai Phương một cây này, Văn Mai Phương ơi, inbox gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Bạn nào đã inbox rồi thì ra đây cầm cho Huyền là đã inbox. Bạn Vân Anh Lê một cây này, tặng cho Vân Anh Lê một cây. Tâm Tít Nít một cây, Tâm ơi, Tâm Nhất Tâm Tít Nít một cây này, Tâm ơi, vào inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị liền. Chị có thấy Thùy Trang, chị có thấy Thùy Trang này. Tặng cho bạn Tiên Nguyễn một cây, Tiên Nguyễn cũng inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nè. Tiên Nguyễn gửi thông tin inbox cho chị nha. Mọi người mà không inbox gửi thông tin địa chỉ là bên Huyền sẽ không gửi quà được cho mọi người đâu. Bạn Tiên Nguyễn một cây rồi, Vũ Thị Lê một cây nè. Em có không chị? Có rồi nha Trâm. Inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bước đầu tiên chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó comment cú pháp nhận quà là 35k cộng số thoại. Đây là cú pháp để chị đọc tên mọi người, đọc tên đến người nào người đấy inbox gửi thông tin vào tin nhắn cho chị. Nếu như mọi người không chịu inbox gửi thông tin thì chị sẽ bị hủy đơn quà. Rồi vẫn không biết chia sẻ lên hội nhóm thì em chia sẻ lên trang cá nhân và tăng tên 5 người bạn nha. Tiên Nguyễn có rồi, Tiên Nguyễn có nghe chị nói gì không ạ? Tiên Nguyễn inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị vào tin nhắn nha. Nguyễn Thị Minh Thi một cây này, Thùy Trang một cây này, Thùy Trang, Nguyễn Thị Minh Thi, hai bạn này nhanh tay inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bạn nào đã inbox rồi thì ra đây comment cho chị là đã inbox. Không cần chụp màn hình, Trang Thị Lệ Trang một cây này, Trang Thị Lệ Trang inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Những trường hợp cần chụp màn hình là như sau. Bạn nào mà đã chia sẻ livestream rồi, đã comment 35k cộng số thoại mà nãy giờ chị không đọc tên thì các bạn chụp màn hình cái phần mình đã chia sẻ và comment lại, inbox cho Facebook chị đang livestream để gửi thông tin địa chỉ cho bên chị, vẫn có quà. Ok Vi Hạ này, đã inbox rồi. Ok Như Nhị Nhổ một cây, Nguyễn Thị Minh Thi một cây rồi, Thùy Trang này, Minh Nguyệt này, Thùy Trang, Minh Nguyệt, Minh Thi, ba bạn inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Chị có thấy bạn Thị Hành này, Thị Hành có quà rồi đúng không? Trịnh thì Như Nguyệt này, Trịnh thì Như Nguyệt này, Minh Nguyệt, Hoàng thì Minh Nguyệt có rồi, Hồ Thị Mến có rồi, Hồ Thị Mến, Minh Nguyệt inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bạn nào đã chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân rồi thì comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại. Đây là cú pháp để chị đọc tên của mọi người, đọc tên của mọi người lên thì mọi người inbox gửi thông tin vào tin nhắn cho chị. Không chịu gửi inbox là sẽ không có quà đâu, bởi vì nhân viên bên chị sẽ check tin nhắn và check quà ở trong inbox, không phải là ở trên livestream này.
Chị tặng cho Phạm Thị Thủy một cây này. Phạm Thị Thủy một cây. Thủy ơi, inbox gửi thông tin địa chỉ vào tin nhắn cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ. Hồ thì mến ơi, chị đọc tên em đến 3 đến 4 lần rồi nhưng mà em vẫn cứ nói là em chưa có. Em chưa được. Hoa đất tình tâm tư tan tác. Ô trời ơi, đọc dài quá. Hoa đất tình ơi, em chưa có thì cầm mân cho chị 35k cộng số này nha. Bạn nào chưa được đọc tên, bạn nào chưa được đọc tên thì cầm mân cho chị 35k cộng số này để chị tặng quà. Rồi ok, không có tên này, không có tên một cây này, Phạm Thanh Thủy một cây này, không có tên Phạm Thanh Thủy một cây. Mọi người ơi, bạn nào chưa chia sẻ thì chia sẻ vào 5 hội nhóm cơ một lần lên trang cá nhân, sau đó cầm mân cú pháp 35k cộng số điện thoại để Huyền đọc tên lên, đọc tên đến người nào người đấy inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bích Thủy một cây, Hải Thủy một cây, hai bạn này inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị này, Hải Thủy và Bích Thủy. Đăng Hoa này, Đặng Hoa một cây này, Đặng Hoa một cây này. Đừng có cầm ơn em chị ơi, cầm ơn em chị ơi là chị sẽ không đọc tên của mọi người, là mọi người không có quà nha. Không cầm ơn thông tin địa chỉ ở trên tin nhắn, phải gửi inbox cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Son này là bên hãng Sonalip nhằm tri ân khách hàng và tặng quà cho tất cả mọi người, nên mọi người chỉ cần thanh toán phí ship cho bên ship là 35.000, còn cây son 120.000 này là bên chị sẽ tặng cho mọi người nha. Vừa dưỡng môi, vừa trị thâm và vừa trị khô luôn. Chị ơi em chia sẻ. Ok đúng rồi, Mai Phương Thảo chia sẻ về trang cá nhân và tăng tên 5 người bạn nha. Bạn nào chưa có quà nào, Trang Thị Lệ Trang có rồi. Chị inbox cho em. À em vào cái đường link đấy để nhập thông tin địa chỉ vào đấy em nhá. À để bên chị có một cái đường link gọi là đường link quà, nó khác với đường link chốt hàng bởi vì vừa bán hàng vừa tặng quà luôn. Đường link hàng á thì bên chị sẽ chốt dễ hơn, khi đó chúng ta sẽ chốt quà nó nhanh hơn, còn ví dụ đi lục từng tin nhắn thì nó lâu hơn đấy em. Đi lục từng tin nhắn của mọi người đọc lại thì nó lâu. Còn giống như là bình thường chị sẽ cho mọi người một cái bảng tính thì cũng giống như cái đường link, mọi người tất cả đều điền thông tin vào đấy. Bạn nào đã điền rồi thì mọi người sẽ có quà nha. Gửi quà nếu như mà ở Hồ Chí Minh là 2 đến 3 ngày, còn tỉnh là 5 đến 6 ngày mọi người sẽ được nhận quà. Rồi ok, bạn nào đã chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm rồi, cộng một lần lên trang cá nhân và cầm mân của pháp nhận quà là 35k cộng số điện thoại. Chị ơi em chia sẻ rồi thì cầm mân cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại nha. Cầm mân cú pháp 35k cộng số điện thoại. Đừng cầm mân cho em là chữ đã chia sẻ làm gì. Cầm mân chữ đó em không có tặng quà đó mọi người. Cú pháp để tặng quà, để nhận quà là 35k cộng số điện thoại. Sau đó em sẽ đọc tên, em thấy cái dòng cầm mân đó của mọi người, em sẽ đọc tên của mọi người lên. Em sẽ đọc tên của mọi người lên. Khi mọi người cầm mân như vậy, sau đó thì mọi người inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Ok, bạn Tâm Tin Tít Nít này, những bạn nào đã đọc tên rồi, đã gửi thông tin rồi thì mọi người ra livestream này tương tác với chị bằng cách comment, không đi ra khỏi livestream. Mọi người đi ra khỏi livestream chị sẽ hủy đơn quà. Rồi ok, bạn Hải Yến này, chị tặng Hải Yến một cây, chị cả một cây, chị cả một cây, Hải Yến một cây. Hai bạn gửi thông tin địa chỉ vào inbox cho chị nha. Bạn nào không inbox thì sẽ không có quà với tôi. Bên chị không trách, bên chị không trách quà và không gửi quà bằng cầm mân. Nên mọi người lưu ý, bạn nào không inbox là không có quà nha. Nguyễn Bé Hải một cây này, chị tặng cho Nguyễn Bé Hải một cây. Bé Hải ơi, em nhắn tin inbox cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ vào tin nhắn cho chị nha. Chị Trúc Mai Hoàng một cây, Mai Thanh Quý một cây này. Trúc Mai Hoàng một cây, Trúc Mai Hoàng một cây, Mai Thanh Quý một cây. Hai bạn này inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Em inbox rồi mà, ok. Nhật Lệ Nguyễn Thị này, chị đang livestream thì chị đâu có biết được là em đã inbox chưa đâu, nên là chị còn vẫn thấy em comment thì chị sẽ nhắc thôi, chứ còn chị đâu có biết chị đang live, chị đâu có nhìn điện thoại để bấm là mọi xem là mọi người bạn nào đã inbox đâu. Tặng cho bạn Mỹ Linh Đỗ một cây, Mỹ Linh Đỗ một cây nè, Nguyễn Bé Hai một cây nè. Nhật Lệ Nguyễn Thị ơi, em inbox rồi thì không comment lại cái cú pháp nhận quà nữa, bởi vì cái cú pháp đó là cú pháp để chị đọc tên, đọc tên nhận quà thôi. Em đừng comment lại cái đó nữa, mà em tương tác với chị bằng cách comment khác icon hay là chấm phẩy gì đó nhá. Và Xuân Mắm nè, Xuân Mắm inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Nãy giờ bạn nào được đọc tên, đã có quà, đã inbox rồi thì ra livestream này comment cho Huyền chữ là đã inbox, comment cho Huyền là chữ đã inbox và tương tác với Huyền bằng cách chấm phẩy nha. Đừng comment lại cú pháp nhận quà nữa. Những bạn nào chưa có quà thì chia sẻ livestream vào 5 hội nhóm, cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó cầm ơn cú pháp để nhận quà. Rồi ok, tặng cho bạn Phương Nguyễn nè. Phương Nguyễn ơi, em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Phương Nguyễn nha, inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Bạn nào mà không inbox là sẽ bị hủy đơn quà. Đây là son hãng Sonalit,
Đây là son, hàng son Alice tri ân khách hàng giờ không bán ạ. Son này là em tặng hàng son Alice tri ân khách hàng để tặng quà cho mọi người. Trong cái thời tiết hanh khô là như thế này, để bạn nào cũng có một cây son để chúng ta dùng. Chị Thơm và chị Khương em chưa có quà. Nhật Lệ Nguyễn Thị ơi, chị nói mà dường như là em không hiểu luôn. Chị nói là em đã có quà rồi thì em inbox cho chị. Chị đọc tên em nãy giờ rồi mà em vẫn cứ nói em chưa có quà. Em chưa có quà là bởi vì là em chưa nhận được quà thôi. Chứ còn em có rồi mà. Mọi người nghe 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 rõ Dung Huyền nha. Đau họng lắm luôn mọi người. Ca này là ca thứ 5 rồi. Ngồi nói ca này là ca thứ 5 rồi. 5 tiếng đồng hồ mọi người thông cảm. Dung Huyền muốn trợn con mắt. Muốn lòi cả con mắt ra để nói phát ra được từ từ để nói luôn mà mọi người không chịu nghe. Quà này là bên ngày hôm nay Huyền sẽ tặng cho mọi người nhập không bán nha. Chỉ cần chia sẻ. Em hiểu chưa Nhật Lệ ơi, em hiểu chưa? Rồi em đã inbox cho chị rồi. Thì sau khi nhân viên bên chị check quà thì bên chị sẽ gửi quà cho em nha. Rồi chị tặng cho Mai Thảo một cây nè. Mai Thảo một cây, Yến Nhi một cây, Mai Phương Thảo một cây, Yến Nhi một cây, Mai Phương Thảo một cây, Yến Nhi Mai Phương Thảo cầm. Yến Nhi Mai Phương Thảo inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Ok, cảm ơn bạn Tiên Nguyễn này. Trời ơi, động viên chị mà chị mừng quá. Uống miếng nước xong rồi tặng quà tiếp nha. Mọi người nghe Huyền nói, bạn nào đã chia sẻ rồi thì comment của bác nhận quà là 35k cộng số điện thoại ấy. Sau đó Huyền nhìn thấy cái comment của mọi người. Không, không có sao. Thực ra chị cũng nói là chị cười thôi, nhưng mà cười không nổi thôi. Cười không nổi thôi chứ thực ra mọi người có khi mọi người nghe không được, nhưng mà do giọng đau quá. Nhiều khi nói mà ra nước mắt luôn mọi người. Rồi, bây giờ mọi người Huyền nói lại một lần cuối để cho những bạn nào mà vào live stream sau hiểu rõ hơn cách thức để nhận quà nha. Cái son này bình thường bên chị bán 120.000, phí ship 35.000 là 155.000. Nhưng trong livestream ngày hôm nay, hãng son Alice cũng như là chị sẽ livestream tặng quà cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay chị tặng 300 phần quà cho mọi người. Chỉ cần chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Sau đó comment của Vấp nhận quà là 35k cộng số điện thoại. Chị tặng cho Nana Nguyễn một cây. Nana Nguyễn đó gửi inbox thông tin địa chỉ cho chị nha. Vào inbox nha em. Rồi, sau đó bạn nào được đọc tên thì bạn đấy vào inbox gửi thông tin địa chỉ vào. Các bạn inbox vào Facebook chị đang livestream này. Facebook chị đang livestream nha. Những bạn nào nãy giờ chia sẻ rồi, những bạn nào nãy giờ đã chia sẻ rồi, đã comment của Pháp rồi nhưng chưa được đọc tên thì bị ẩn comment, mọi người cứ chụp màn hình lại. Những bạn được đọc tên thì không cần chụp màn hình, nhưng những bạn mà chị không đọc tên thì chụp màn hình mình đã chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân và comment rồi, inbox cho bên chị vẫn gửi quà cho những bạn bị ẩn comment nha. Son màu gì vậy chị ơi? Dòng son này không chỉ là son trang điểm đâu, nó có màu hồng nhạt cho mọi người, xài được khoảng tầm 3 đến 4 tháng. Son này là dùng trong thời tiết mùa khô như thế này, mùa lạnh như thế này. Chị chào Thu Hương. Hương nhận được son chứ Hương ơi? Nhớ Hương luôn nè. Chị nhìn mặt bạn nào mà đã comment, đã xem livestream của chị là chị nhớ luôn. Đây, cái son này Huyền sẽ tặng cho mọi người nha. Son này là trị thâm, trị khô. Trị khô sau 2 ngày sử dụng, nếu như mà không trị được dứt điểm tình trạng khô môi, qua đây Huyền đề cho mọi người 1 triệu đồng, kể cả những bạn được tặng quà nha. Còn mọi người muốn trị được thâm á thì mọi người phải sử dụng kiên trì khoảng tầm 2 tuần, 2 cho đến 3 tuần nó sẽ khắc phục được cái tình trạng là khô môi. Cảm ơn Thùy Trang nha, gửi địa chỉ qua nick này. Đúng rồi, chị Trúc Mai nha. Phương Nguyên Trường nè, Trương Nguyên Phương, nhất Trương Nguyên Phương, chị tặng Trương Nguyên Phương một cây, chị cảm ơn. Chị cảm ơn Trúc Mai Hoàng nha. Chị nhìn thấy Thu Hương là chị nhớ Thu Hương rồi. Thu Hương hôm bữa xem like của chị đã chơi quà rồi đúng không? Đã được tặng quà rồi đúng không? Mà nhận được quà chưa? Hơi lâu nha mọi người. Ví dụ mọi người mua hàng á, ví dụ mọi người mua hàng có thể là 2-3 ngày mọi người nhận được hàng. Nhưng mà bên Huyền á thì gửi quà nên là nó nhiều, nên mọi người thông cảm nhá, nó lâu lắm. Ví dụ đếp inbox thì phải 1-2 ngày mới đếp xong. Có bạn thì được đếp sớm, có bạn được đếp chậm. Gửi quà thì khoảng là 3-4 ngày mới nhận được quà. Có bầu dùng được, cái này 100% là từ thiên nhiên luôn. Mật ong, dầu ô lưu, vitamin E. Xài bầu bì gì là xài bình thường luôn. Dạ chưa à? Ồ vậy thì ráng chờ nha. Khi nào nhận được son thì các chị feedback nè. Mọi người ơi, em nhận được quà chị rồi. Thơm
Thơm và thích lắm, cảm ơn bạn Yến Nguyễn nhiều nha. Rồi ok, chị tặng cho Hồng Lê một cây này. Hồng Lê ơi, inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị này. Những bạn nào, mọi người nghe rõ này, inbox gửi thông tin địa chỉ không comment ở trên livestream này. Mọi người có biết cái trường hợp mọi người comment lung tung số điện thoại với địa chỉ tầm bậy không? Nhiều bạn rất là hay mua hàng online. Người ta, người xấu nó sẽ lợi dụng cái phần comment của mọi người này, sẽ lợi dụng địa chỉ của mọi người ở trên này mà nó gửi rẻ rách cho mọi người. Xong rồi mọi người nhận hàng, ồ mình cũng không nhớ là mình có đặt hay không, nhưng ship nó ship tận nơi rồi thì mọi người cứ lấy hàng đúng không? Đây, mọi người không nên để địa chỉ ở trên livestream nhé, chỉ để thông, chỉ để số điện thoại thôi. Mọi người mà làm như vậy đến hồi là sao mọi người nhận hàng oan ấy. Rất là nhiều trường hợp. Rồi bạn nào chưa có nữa nào, bạn nào chưa có nữa nào, bạn Lan Anh để Hồng Lê, Lan Anh Hồng Lê inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Lan Anh và Hồng Lê gửi inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Cây son này chị không bán mà chị chỉ tặng. Đây là son hãng son Alex tri ân khách hàng mà muốn giới thiệu sản phẩm tới khách hàng, nên là ngày hôm nay chị tặng mà không bán nha. Bạn nào muốn được tặng thì chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại nha. Sau đó comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại này. Bạn Lan Anh một cây rồi, Lan Anh nè, thu hường Lan Anh em hiền lắm, thu hường Lan Anh em hiền lắm. Ba bạn này inbox gửi thông tin, gửi lại thông tin địa chỉ cho chị nha. Quà tặng của em đâu? Đó, thấy chưa Văn Mai Phương, đó là lý do mà bên chị không chốt hàng, không chốt đơn quà ở trên livestream. Chị chỉ đất chốt đơn quà ở trong inbox thôi. Ok mọi người, bạn nào đã inbox rồi thì comment cho chị là đã inbox, đã inbox, đã được tặng quà rồi thì vào livestream này tương tác với chị bằng cách comment ... tương tác càng tội càng nhiều thì càng tốt. Tặng em với chị ơi. Bạn nào muốn được tặng thì chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại. Chị ơi em cũng muốn tặng quà, chị tặng cho Thu Trang một cây này. Thu Trang ơi em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Dung Nhi Sakura này, Dung Nhi Sakura một cây. Hai bạn inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Chị ơi em được tặng đúng không? Được nha em. Em chơi hai lần hai cây chị vẫn tặng cho em. Hai lần hai cây vẫn chơi luôn. Mỗi lần mọi người chơi mọi người sẽ được một cây. Em cũng muốn có chị ơi, chị tặng cho Linh Bi một cây để mọi người nghe chị nói nè. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Ok, Trúc Mai Hoàng, Nana Nguyễn có rồi, Nana Nguyễn inbox gửi thông tin địa chỉ cho em. Chị chia sẻ Facebook không? Được không? Được em, chia sẻ Facebook, tăng tên 5 người bạn vào. Tăng tên 3 người bạn cho chị nói nhầm. Đấy, inbox rồi, Dung Nhi Sakura, inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. 35k quà em đâu, chia sẻ rồi. Em có nghe chị nói gì không? Dung Sinh ơi, chia sẻ rồi thì comment cho chị 35k cộng số này. Messenger thông báo comment cho chị 35k cộng số này. Son dưỡng này có, nó chỉ là màu hồng nhạt thôi, bởi vì son này là giúp trị và thâm, trị khô và thâm môi nha, không phải là son trang điểm. Nó chỉ là dùng để làm son bóng hoặc là màu nhà thôi. Ví dụ mọi người ở nhà, mọi người đi chơi bình thường, mọi người có thể dùng cái này. Đúng rồi, em hiền lắm nè, Dung Nhi Sakura. Chị nói mà mọi người không chịu nghe, inbox gửi thông tin để chỉ cho chị nha. Mọi người nhìn chị đánh lên nha. Chia sẻ một lần và tăng tên 5 người bạn của mình vào. Môi của chúng ta lúc nào cũng căng bóng và mịn màng cả, nếu như chúng ta dùng cây này không chỉ là trong thời tiết lạnh đâu mà thời tiết bình thường cũng được. Em không được hả chị? Trời ơi, chị nói là em được. Em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Em hiền lắm mà chị nói chị đau học lắm luôn. Bây giờ là khóc vì em, khóc của Đông Nhi luôn, hát bài đấy luôn. Chị tặng cho Lạc Đường một cây, Thúy Nguyễn một cây. Lạc Đường một cây này, Thúy Nguyễn một cây. Thúy Nguyễn và Lạc Đường. Và em hiền làm inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Nguyễn Phương ơi, em chia sẻ rồi thì comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại nè. Đúng rồi, nhận rồi tự trả ship nha. Chứ em chỉ tặng son thôi. Đây là tri ân khách hàng mà mọi người, chỉ tặng quà thôi. Chứ còn phí ship mọi người thanh toán cho bên ship dùm chị nha. Bởi vì nếu như mọi người mua ở ngoài live á, thì mọi người sẽ mua cây son này với giá là 120.000. Bên chị là hãng son Alix, đây là một hãng son cực kỳ là lớn nhưng mọi người, đây là một hãng son rất là lớn. Em nữa chị yêu, chị ơi em chia sẻ rồi thì comment của bác 35k cộng số này cho chị. Em chia sẻ rồi, em comment rồi. Linh Bi ơi, inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Màu chị đang đánh là màu đỏ ruby, tí nữa chị sẽ cho mọi người xem. Chị ơi son màu bác của chị son này là son màu ruby nhưng mọi người đỏ, kem lì đỏ ruby.
Ok, mọi người nghe mình nói này, bạn nào chưa inbox thì inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị. Chia sẻ một lần tăng tên 5 người bạn, em vẫn chưa chị ạ. Em vẫn chưa chị ạ. Em hiền lắm ơi, sao vậy em? Em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị chưa? Chưa thì inbox cho chị nhá. Em nữa chị yêu. Mọi người giải thích cho em hiền lắm dùm huyền với. Bạn bè ơi không biết. Đúng rồi, mọi người inbox vào nick Huyền đang like. Bạn nào không chịu inbox vào nick Huyền đang like sẽ bị hủy đơn quà nha. Phí ship là 35.000 nha mọi người. Phí ship đồng giá 35.000, xa gần gì cũng vậy. Phí ship là 35.000, đúng rồi nha mọi người. Còn cây son này là bên Huyền tặng. Mọi người có thể lên mạng gõ son Alip là mọi người sẽ hiểu đây là son như thế nào. Dòng son này thì không quá là xa lạ ở đâu. Ở trên toàn nước Việt Nam chúng ta có rất là nhiều chi nhánh. Rồi ok, miền lắm này, tặng cho chị Nguyễn một cây. Chị Nguyễn một cây này, chị Nguyễn một cây. Son này thì quá là quen thuộc đối với chúng ta rồi, không có xa lạ gì đâu, nữa đâu. 100% làm từ thiên nhiên, mật ong, vitamin E, dầu ô lưu, toàn là những thành phần cực kỳ là tốt, làm cho môi của chúng ta căng bóng mịn màng. Chia sẻ một lần và tag tên 5 người bạn nha Thu Hường. Tag tên 5 người bạn của mình vào, em gửi cho họ rồi. Ok, miền lắm này, ý là bạn được. Đúng rồi Lan Anh. Huyền đọc tên đến người nào thì người ấy inbox gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Gửi thông tin địa chỉ vào tin nhắn chị và Facebook chị đăng like. Chị Nguyễn chị tặng cho em rồi. Chị Nguyễn ơi, em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Màu này là màu hồng nhạt. Chúng ta đánh để đi học cũng được luôn. Đánh đi học được. Màu son rất là thơm. Bạn nào mà khô môi, môi của chúng ta không được căng bóng mịn màng thì chúng ta sử dụng cây son này sau 2 ngày đều căng bóng mịn màng. Khi mà môi chúng ta căng bóng mịn màng thì chúng ta đánh son lên nó rất là đều màu. Tí nữa chị sẽ cho mọi người xem son kem lì bên chị. Nhưng mà tí nữa chị mới cho xem. Bây giờ tặng quà cho mọi người xong này nha. Không có sao cả Thu Hường, chị nói rồi. Em chia sẻ vào năm hội nhỏ, chia sẻ lên trang cá nhân. Sau đó tag tên 5 người bạn là được. Ok, lạc đường, những bạn nào đã inbox cho chị rồi thì ra đây tương tác với chị nha. Ra đây tương tác với chị bằng cách comment chấm phẩy cho chị nè. Còn bạn nào chưa có quà không? Rồi ok, miền lắm. Còn bạn nào nãy giờ, chưa có quà không ạ? Chưa có quà thì comment lên cho chị xem nào. Chưa có quà thì comment lên cho chị nha. Còn bạn nào có quà rồi, đã được đọc tên rồi thì ra livestream này, không đi ra khỏi livestream nha. Cuối giờ chị điểm danh chị hủy đơn quà hết đấy. Mọi người inbox cho chị rồi thì ra đây comment tương tác với chị bằng cách comment icon chấm phẩy gì thì tùy mọi người. Làm sao comment nhanh là được, bình tĩnh chị yêu, cố lên nhé. Chị đang cố nãy giờ luôn em, nước mắt gần ra rồi, nó đau. Sao mọi người có thấy chị giống giọng Phi Lan Vân không? Đây là giọng Phi Lan Vân đấy nha. Sau này thất nghiệp là đi làm diễn viên giống như là Phi Lan Vân. Em chưa có chị ơi, Miss Singer thông báo ơi. Em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Chị tặng cho Messenger thông báo này, nói nãy giờ bà đấy không hiểu. Liên Melly này, Liên Melly này, Soan IT này. Comment cho chị cú vấp 35k cộng số tặng chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân. Comment cú vấp nhận quà 35k cộng số tặng để chị đọc tên mọi người. Đừng có em nữa, em là không có quà đâu. Comment 35k cộng số này của mình. Đây là cú pháp bên chị. Cú pháp bên chị đặt ra để cho tặng quà cho mọi người. Nên mọi người làm dùm chị với. Đừng có em. Chị cảm ơn Lan Anh. Chị cảm ơn Trâm Tít Tít. Trời ơi, khen cái lần lộ mũi lỗ na là bây giờ không tặng quà được luôn. Đây là quà của hãng Solalit tặng cho mọi người. Chị không phải là đại lý, cũng không phải là nhà phân phối gì cả. Mà đây là tổng công ty hãng Solalit tặng cho mọi người nhá. Còn bạn nào chưa có quà nữa mọi người, bạn nào chưa có thì comment cho chị cú pháp 35k cộng số điện thoại nha. Chị cũng có một này nè, có một cục trà bá luôn. Rồi mọi người, bạn nào chưa có quà nữa mọi người chỉ cần xem livestream 30 cho đến 35 phút mọi người có thể ra livestream để làm việc của mình. Nhưng mà mọi người đừng vào nhận quà xong rồi đi ra, bởi vì còn nhiều cái Huyền chưa nói xong. Bạn nào chưa inbox thì inbox cho chị nè. Rồi ok, Liên Melly chưa có số điện thoại thôi, nhưng mà chị vẫn tặng Liên Melly một cây. Liên Melly inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Gửi thông tin địa chỉ cho chị. Nãy giờ bạn nào chia sẻ like rồi, comment cú pháp rồi nhưng chưa được chị đọc tên, chụp màn hình cái phần mình đã chia sẻ và comment gửi inbox cho chị. Gửi inbox vào Facebook chị đang livestream vẫn có quà nha. Bởi vì nhiều khi các bạn bị ẩn comment chị không có thấy các bạn nhá.
Bạn nào chưa có thì cảm ơn cú pháp 35k cộng số này để nhận quà này. Mọi người mỗi lần mọi người xem livestream 30 phút thôi, Miss Singer thông báo ơi, ok em, chị tặng cho em luôn bởi vì em cảm ơn chưa đúng cú pháp nhưng chị vẫn tặng. Hoa nhỏ nè, hoa nhỏ một cây nè. Hoa nhỏ và Miss Singer thông báo hai bạn inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị luôn nha, mặc dù chị nói cả chục lần rồi nhưng mà vẫn cảm ơn sai. Rồi mọi người, ok, Liên Melly, Linh Bi này, Linh Bi ơi, chị tặng cho em rồi mà. Linh Bi, Liên Melly, hai bạn inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị, mọi người nghe chưa? Xong đi ra đây, cảm ơn cho chị là đã inbox dùm chị nhá. Xoan IT, bé Xoan ơi, bé Xoan cũng inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị này. Hà Đoàn này, Hà Đoàn này, Hà Đoàn một cây, Hà Đoàn cũng inbox gửi thông tin địa chỉ cho Huyền luôn nha. Những bạn nào Huyền đọc tên rồi, đã chia sẻ livestream, đã comment rồi thì inbox gửi thông tin địa chỉ cho Huyền nha. Mọi người nếu như không chịu gửi thông tin vào tin nhắn thì mọi người sẽ bị hủy đơn quà. Cái đó là chắc chắn rồi, không phải là Huyền cố tình hủy đâu. Nhưng mà không có thông tin thì làm sao mà gửi quà được. Không thể nào mà lên lục 1.000 tin nhắn, 1.000 comment ở trên livestream này, đi tìm từng số trong, đi gọi từng người, chị ơi cho em xin số điện thoại, chị ơi cho em xin số điện thoại được. Với lại mọi người để thông tin địa chỉ ở trên này là người ta sẽ chơi xấu mọi người, những cái đứa xấu tính xấu nết ấy, là nó sẽ lên lấy thông tin của mọi người trên này gửi rẻ rách cho mọi người đấy nha. Rồi bây giờ chị sẽ giới thiệu son cho mọi người. Son này không phải là son tặng, lưu ý không phải là son tặng, đừng chọn màu dùng chị. Bạn nào mua thì các bạn chọn màu thôi. Chị chưa tặng cho em ạ. Em hiền lắm ơi, chị nói đến lần thứ mười mấy, chắc phải lần thứ năm, thứ sáu cho em rồi. Chị tặng cho em rồi mà, em inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị đi. Tí nhân viên bên chị sẽ rep. Quý em chưa có, rõ ràng là tặng cho nó rồi mà nó nói không có. Cái này là đổi ra cho người vô tội nha. Này là đổi ra những người vô tội trong khi chị đã tặng rồi mà kêu chị ơi em chưa có. Đây là 7 tông màu của son kem Lý Alice. Son này lưu ý không tặng, chỉ bán. Nhưng mà Huyền ngày hôm nay trong livestream này Huyền sẽ giới thiệu cho mọi người. Bạn nào chốt đơn ở trong live sẽ được giảm 50%, 405.000 chỉ còn 405.000 chỉ còn 250k. Bây giờ mọi người, cái này Huyền chỉ giới thiệu cho mọi người thôi, muốn mua thì mua, không mua thì thôi, chứ không phải là lên đây để trưng hàng để bán cho mọi người đâu nha. Livestream là livestream tặng quà. Ok em hiền lắm nè, ok em, tí nữa nhân viên bên chị sẽ rep em nhá. Cái này là Huyền sẽ giới thiệu cho mọi người, bạn nào thực sự muốn mua thì mọi người mua nha. Đây là son kem lì của hãng Alice luôn. Dòng son này thì nó gồm là một set son như thế này. Một set son như thế này bao gồm một hộp tẩy trang môi nè, một cây son kem lì. Đó mọi người thấy chưa ạ? Set son này bình thường mua 250.000. Gửi thông tin địa chỉ vào inbox nha Thu Hường. Trời em được tặng quà rồi mà không nhớ cách nhận quà. Mọi người sẽ mua một set son như thế này bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cây son kem lì, một cây son dưỡng như thế này, giá là 370.000, phí ship nữa là 405. Nhưng trong livestream này bạn nào chốt đơn comment cú pháp 250k cộng số điện thoại thì sẽ mua được một set son như thế này cộng phí ship chỉ với giá 250. Bây giờ mọi người, bạn nào muốn mua thì mọi người comment cho chị 250k cộng số này nha. Còn livestream này là livestream tặng quà, không phải livestream bán hàng. Bây giờ trong lúc ít người comment rồi, chị sẽ giới thiệu sản phẩm cho mọi người, giới thiệu về dòng son này cho mọi người nha. Bạn nào muốn mua thì mọi người mua, không mua thì thôi, cứ nhìn không tham khảo để tham khảo thêm những cái dòng son nữa đâu. Mọi người thích thì sao? Mọi người muốn Huyền thử màu nào thì mọi người cứ comment nha. Muốn Huyền thử test thử màu nào cho mọi người cứ comment. Bây giờ Huyền sẽ test thử màu cho mọi người nhá. Màu mà Huyền đang đánh trên môi là màu đỏ ruby. Màu Huyền đang đánh trên môi là màu đỏ ruby nhá. Bây giờ Huyền sẽ test thử màu nu. Mọi người lưu ý nè, mọi người không chịu gửi inbox, mọi người không chịu inbox thông tin địa chỉ vào tin nhắn là mọi người không có quà nữa nha. Cái này là Huyền nhắc đi nhắc lại cả chục lần trên live rồi, mọi người lưu ý về cái phần này. Đã chia sẻ, đã comment nhưng không chịu inbox là cũng không có quà. Mọi người tương tác comment cho Huyền đi ạ. Tương tác comment càng nhiều càng tốt nha. Đỏ cam đúng không em? Mọi người tương tác comment cho Huyền bằng cách chấm phẩy nha. Tương tác càng nhiều càng tốt, không sao cả. Cứ ngồi chơi đi, buổi tối có làm gì đâu đúng không?
Huyền ơi, còn chưa được ăn đây. Ok, em đã inbox cho chị rồi đúng không? Ok, Missinger này inbox cho chị nhá. Đây là màu đỏ cam. Son này là son kem lì Alice cho mọi người, cực kỳ là bền màu luôn, không thâm không khô môi đâu. Đỏ cam này. Huyền sẽ thử 7 tông màu cho mọi người luôn, cho mọi người xem 7 tông màu luôn. Bạn nào muốn mua son chỉ với giá bằng 1/2 giá thị trường thì mọi người cầm ơn cổ pháp 250k cộng số thoại, sau đó lựa màu ở trong tin nhắn. Lựa màu ở trong tin nhắn nhé, còn chốt thì cứ chốt 250k cộng số thoại. Chị tô vào sáng ra đúng rồi, mấy cái son này đẹp lắm. Môi chị đẹp, cảm ơn mọi người nha. Ông trời xin chị ra là để bán, để lên bán son với tặng son mà. Có cái hàm răng đúng xấu luôn mọi người. Vừa sau phải đi làm bộ răng cười cho nó trắng sáng. Chị có mic mà, chị có mic với loa. Nhưng mà cắm vào đây nó rối lắm. Chị ngày xưa chị hát rồi đồ tùm lum hết, mà bây giờ livestream nhiều quá nên là giọng của chị lúc nào cũng nằm trong cái tình trạng là bị đau. Em cảm ơn chị Mai Thanh Quý ạ. Bình thường nếu như mà mọi người nhận quà ở Hồ Chí Minh là khoảng 1 đến 2 ngày là mọi người nhận được hàng. Nhưng mà quà đi nó rất là lâu, check tin nhắn này, gói hàng gửi quà cho mọi người nên khoảng tầm 3 ngày mọi người mới nhận được, nếu như bạn nào ở Hồ Chí Minh. Còn ở tỉnh là phải 1 tuần đấy nhá. Không, đừng có mỗi 3-4 ngày lên đây đòi quà là chết em luôn. Không ai gửi quà nhanh như vậy cho mọi người được, bởi vì quà nhiều lắm. Mỗi ngày mấy trăm đơn quà nên là bên em không thể gửi quà nhanh như vậy cho mọi người được nhá. Không, bây giờ chị hát không được. Chị mỗi ngày, ngày hôm nay là ca này là ca thứ 5. Tí nữa chị còn một ca live nữa nên là không thể nào mà hát nổi. Giọng bây giờ là giống cái giọng Phi Thanh Vân nữa. Ngày xưa chị hay hát lắm nhưng bây giờ hát không được. Chị ở Hồ Chí Minh. Em có cho chị có rồi nha Liên. Inbox gửi thông tin địa chỉ cho chị nha. Giờ khuya rồi nên là chị nghĩ là nhân viên bên chị sẽ không rep tin nhắn của mọi người đâu. Mọi người phải đợi đến ngày mai nhá. Sáng mai hoặc trưa mai mọi người mới được rep tin nhắn. Chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó cầm mân cú pháp 35k cộng số điện thoại để nhận son dưỡng nha. Mọi người lưu ý đừng, những bạn vào livestream sau đừng có nhìn thấy cây son này vài bữa nhận quà xong kêu ôi sao em lại không được nhận set son này mà lại nhận cây son này, như vậy là không được nha. Son Huyền tặng là son dưỡng môi có giá là 120.000 nha. Ok, em gửi rồi, chị nói rồi đó. Mọi người, chị nói rồi, em có quà rồi đấy. Ngày mai bên chị sẽ rep tin nhắn. Còn bạn nào mà chưa được rep tin nhắn thì lâu lâu chị like cho mọi người nhào vào like kêu chị ơi em chưa được rep. Thì chị sẽ nói nhân viên bên chị check lại tin nhắn của mọi người. Môi chị tự nhiên hả? Sao đẹp quá? Ừ, môi của chị là môi tự nhiên, không phải là môi cắt đâu. Môi cắt là nó mỏng dính, với lại cái mấu của nó nhìn ghê lắm. Cái mấu của nó nhìn nhọn hoắt vậy này mọi người. Màu này là màu cam nu. Bây giờ sẽ thử màu gì đấy mọi người. Mọi người muốn em thử màu nào bây giờ rảnh mà người thử cho mọi người thôi. Ôi chết cha rồi, đến giờ rồi. Thử cho mọi người một màu nữa nè. Mọi người nhớ nha, phải inbox thì mới có quà nha, không inbox là không có quà đâu. Bây giờ mình sẽ thử màu hồng tươi có rồi nha Missinger ơi. Em đợi nhân viên chỉ đáp tin nhắn của em nha. Em đợi nhân viên bên chị rep tin nhắn nhá. Chắc là ngày mai mấy bạn mới rep bởi vì là bây giờ khuya rồi. Chết cha rồi, bên kia gọi rồi. Thử cho mọi người một màu này nhá. Không đâu Hường ơi, em chỉ chia sẻ lên trang cá nhân đúng không? Chụp hình cái phần em đã chia sẻ lại.
cái màn hình em lại chia sẻ like á. Bởi vì là em không chia sẻ nhóm mà em chia sẻ tường, nên em phải chụp cái phần em đã chia sẻ lại và tag tên 5 người bạn nha. Ok em. Đây là màu hồng tươi. Màu này tô lên nhìn trẻ nhở. Tô lên không em. Làm sao mới được tặng chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân, sau đó comment cú pháp 35k cộng số điện thoại nhá. Không, son này là son này là son kem lì, không phải là son bình thường. Son sáp nó hay mới hay trôi, còn son nước với son kem lì nó bền màu đó mọi người. Lê Cẩm Thiên ơi, chia sẻ livestream vào năm hội nhóm cộng một lần lên trang cá nhân nha, sau đó comment của pháp 35k cộng số này, chị sẽ tặng quà cho mọi người. Bây giờ chị sẽ thử một màu cuối cùng nha, bạn nào muốn lấy chiếc son này thì comment của pháp 250k cộng số này sẽ mua được với giá bằng 1/2 giá thị trường, 250k cho một set son bao gồm một hộp tẩy trang môi, một cây son kem, một cây son dưỡng và cả phí ship là 250.000 nha. Bây giờ thử một màu cuối cùng này. Màu này đẹp không mọi người? Rồi, ngày mai Huyền thử màu khác nhá. Bây giờ Huyền bận rồi, bởi vì nãy lên like mà nó bị ẩn comment, like cả 20 phút nhưng mà không thấy được comment ấy. Bây giờ Huyền đến like khác rồi. À, chị like ở đâu ạ? À? Ngày mai chị, ví dụ của khi nào chị like ở trên này thì em lên chơi với chị nhá. Cho bây giờ chị like cái này mọi người không thấy được chị đâu, bởi vì đọc cái tên Facebook cho mọi người không tìm được. Cảm ơn bạn Trâm nhá. Cảm ơn bạn Trâm nhiều. Đừng ai mà đi cắt môi mọi người, đừng dại dột mà đi cắt môi. Tiêm thì có thể nhưng mà cắt môi là nó ghê. Từ những bạn nào môi dày có thể cắt đẹp được thì cắt thôi, cắt vừa phải thôi, đừng cắt nhiều. Màu này là màu cam đó. Ở môi chỉ là môi tự nhiên, môi chỉ là môi tự nhiên, không phải là môi cắt đâu. Môi cắt là nhìn nó mỏng lắm, nó có cái mấu nhìn nó không có tự nhiên, có cái mấu tự nhiên. Cả nhà chỉ là ai cũng môi như thế này. Rồi mọi người, bây giờ cuối live rồi, nhưng mà Huyền sẽ không điểm danh nữa. Chỉ cần bạn nào inbox ngày hôm nay thì Huyền không điểm danh bởi vì Huyền bận. Chỉ cần bạn nào đã chia sẻ livestream, đã comment và đã inbox rồi thì đều có quà nha. Bởi vì là nhân viên của bên Huyền buổi tối rất là ít bạn làm, nên có thể là chưa đáp được tin nhắn của mọi người trong tối nay. Nhưng ngày mai bên Huyền sẽ rep hết tin nhắn cho mọi người nha. Muốn sáng ra chọn màu nào chị? Nếu như chị thì chị nghĩ là mọi người nên dùng màu đỏ cam. Màu đỏ cam là màu đẹp nhất. Màu này thì dễ dùng nhất, tuổi nào cũng dùng được cả nhá. Mọi người dùng màu đỏ cam. Bạn nào muốn mua thì mọi người inbox cho chị nhá. Bạn nào muốn mua thì các bạn inbox cho chị nè. Cái này là set son chứ không phải một cây nhá. Rồi bây giờ chị sẽ up livestream, hẹn gặp lại mọi người vào livestream lần sau nhá. Bye.